Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định về mục tiêu, lý tưởng, không ngừng lớn mạnh, hiện đại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập quốc tế, đang ngày đêm hăng say lao động sản xuất, góp phần hiện thực hóa và phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc. Hội nông dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Nông dân có vai trò quan trọng trong quá trình khai thác đất đai, mở mang bờ cõi, lập nên non sông đất nước Việt Nam, có chí anh hùng, không sợ gian khổ, hy sinh, dấn thân trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, trong đó có chí anh hùng, chí anh hùng, đúng như khẳng định của Chủ tịch. Thank you.
đội ngũ văn nghệ sĩ đã có mặt trên các chiến trường để nhất đến trung trận hành quân, tương trợ chiến phá chiến hào và tất cả những điều kiện cổ vũ động viên của đội dân quân hỏa tuyến thanh niên sung phong, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ. Các ghi lời bác Hồ dạy, văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Ngày nay đội ngũ văn nghệ sĩ không ngừng phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần làm cho văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc như tâm nguyện của bác Hồ kính yêu. Văn hóa soi đường cho